Có một điều mà ai cũng biết, cá không bao giờ phải tắm vì chúng sống trong nước, nhưng ít ai biết rằng chúng vẫn cần phải được làm sạch mỗi ngày. Thay vì sử dụng xà bông Lifebuoy như chúng ta, thì chúng dựa vào sự hỗ trợ của những loài khác. Trên cơ thể của cá thường xuất hiện những vết cắt trong công cuộc mưu sinh hàng ngày. Các vết cắt sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng và ngứa, đôi khi da bị kích ứng do ký sinh trùng. Vì vậy, cá cũng cần được chăm sóc da thường xuyên, phải skin care thì nó mới đẹp được chứ. Dưới đại dương bao la cũng có các trạm làm sạch giống như các tiệm spa chăm sóc làm đẹp của các chị em vậy. Đây là một trạm làm sạch trên dạng san hô, nơi làm việc của các động vật dọn dẹp. Các nhân viên túc trực ở đây thường là cá nhỏ hoặc tôm. Giống như một tiệm làm đẹp ở giữa trung tâm thành phố, trạm làm sạch là một nơi phổ biến dưới đáy đại dương. Nó giữ cho người dọn dẹp bận rộn từ bình minh đến hoàng hôn với nguồn khách ổn định. Khi trạm làm sạch bận rộn, khách hàng sẽ phải xếp hàng và chờ đến lượt mình. Em ơi, đến lượt chị cho em ơi. Chị đứng ở đây từ chiều. Vâng, em cũng biết là chị đợi lâu lắm rồi đấy. Thế nhưng mà đợi em thêm một tí nữa chị nhé. Hôm nay đông khách quá. Thế nhanh nhanh lên, chị còn về cho con bú. Chị cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Thịt đó còn có mắm tôm cơ mà. À đủ, làm gì có cái gì để sâu muối đâu nhỉ. Thôi, cút cút nhanh đi cho em nhờ. Nhà bao việc, vớ vẩn, tiện vong. Tuy nhỏ bé, nhưng lời nói của những nhân viên spa này rất có trọng lượng. Những động vật dọn dẹp quan trọng đến nỗi ngay cả những kẻ săn mồi hàng đầu như cá Barracudas, chì cá nhồng cũng không dám làm càn ở địa bàn này và ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt phục vụ. Đây là sự cộng sinh lẫn nhau tốt nhất. Không chỉ cá lớn được làm sạch, mà những người dọn vệ sinh cũng có một bữa ăn ra trò. Chúng ăn ký sinh trùng và da chết từ cá lớn. Đặc biệt, có một quy tắc ngầm ở đây. Không loài nào được ăn cá làm sạch. Bởi vì là ăn chúng nó rồi thì ai làm sạch cho? Sự cộng sinh ở các trạm làm sạch là sự cộng sinh giữa hai loài động vật chắc chắn không sống cùng nhau. Mặc dù chúng ta thường nghĩ về các mối quan hệ cộng sinh là có lợi cho cả hai bên, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng là như vậy. Ví dụ như trường hợp của em cá Remora, họ cá ép. Chúng là những con cá có giác hút trên đầu, cho phép chúng dính chặt vào các động vật lớn hơn như cá mập, cá heo hay rùa biển. Loài cá này sống sót nhờ vào lượng thức ăn dư thừa và những chuyến đi miễn phí từ vật chủ. Đổi lại, chúng sẽ cung cấp một số dịch vụ dọn dẹp cho vật chủ. Nhưng nói thật với các bạn chứ, cái dịch vụ này có cũng như không vậy. Một chú lươn Moray không thích rời hàng vào ban ngày, vì vậy nó thuê dịch vụ làm sạch đến tận nhà. Quay gù, trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này mà nó vẫn kiếm được việc, đúng là tài thật. Ai rồi đâu? Mấy chú làm nhẹ nhẹ thôi. Ôi dồi ôi, chết nhẹ. Thế em xin lỗi nhá. Anh cứ nằm im đấy để em làm lại cho. Gớm nữa, mới có tí đã kêu lên rồi. Có một loài khác đen hơn lươn Moray, không dám rời khỏi nhà đến trạm làm sạch, cũng không book được dịch vụ về nhà. Đó chính là cá hề. Lý do là bởi chúng không dám rời khỏi sự bảo vệ của hải quỷ. Còn để cá làm sạch đến phục vụ thì hải quỷ trích cho cá làm sạch không trượt phát lào. Trong trường hợp éo le như thế này, loài tôm định cư trong hải quỷ sẽ giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, cuộc sống của tôm ở đây lúc nào cũng đầy sóng gió. Trong đại dương lợn giống, có lẽ động vật phổ biến nhất tham gia vào các mối quan hệ cộng sinh chính là tôm. Chúng có dính dáng đến những anh em giang hồ máu mặt nhất đáy biển, ví dụ như hải sâm, nhím biển, sào biển, hải quy, san hô. Tôm có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi và là món ăn tuyệt vời của các loài động vật khác, ví dụ như cá. Vì vậy, để có thể sinh tồn thì chúng cần phải cộng sinh với các loài khác. Kia là một chú nhím lửa đang từ từ đi ngang qua đáy ăn tảo. Các gai có nọc độc của nhím bảo vệ nó khỏi hầu hết những loài săn mồi. Wow, các bạn nhìn kỹ mà xem. Trên đầu nhím có một cặp tôm khô man đang ăn nhờ ở đậu mà trông cứ như hành khách hạng thường già vậy. Trong mối quan hệ này, tôm được nhím bảo vệ, nhưng chúng lại không cung cấp bất kỳ thứ gì để đáp lại cho nhím. Tuy nhiên, nó cũng không gây hại gì cho nhím cả, vì thế nên quan hệ của chúng khá là thuận hòa. Đó là một con hải sâm lớn, loài ốc sên không có vỏ. Nó có kích thước bằng bàn tay của các bạn. Trên lưng nó đang chở một con tôm hoàng gia. Con tôm sống sót bằng cách ăn phân của hải sâm. Úi trời ơi, nghe có vẻ bốc mùi, nhưng đây lại là thức ăn cực kỳ giàu dinh dưỡng. Vừa được ăn, lại vừa được đi lại miễn phí, lại còn được bảo vệ. Cuộc đời còn gì sướng hơn nữa các bạn nhảy. Mặc dù tôm không có gì để đáp lại ân tình của người bạn hải sâm, nhưng được cái là nó cũng biết điều, vô cùng là ngoan ngoãn giống như một con pet vậy. Vì thế nên hải sâm cũng không gây khó dễ gì nhiều cho nó,
và sống theo phương châm mặc kè nò. Nhắc đến tôm thì không thể không nhắc đến mối quan hệ vụng trộm giữa ban ngày lẫn ban đêm của cá bống và tôm súng lục. Trải qua quá trình tiến hóa, tôm quyết tâm không để chịu thua những anh em con trai họ loài người. Vì thế chúng đã tự phát triển cho mình một khẩu súng lục to tổ tía với uy lực cực kỳ đáng sợ. Tuy sở hữu nghị lực và khẩu súng to như thế, nhưng than ổi, tôm lại gần như bị mù hoàn toàn. Vì vậy, tôm súng lục quyết tâm trở thành một đảng viên gương mẫu của Đảng Cộng sản Việt Nam để ánh sáng của Đảng soi đường chỉ lối cho nó. Mình đùa đấy. Tôm thực sự cần một ai đó trở thành đôi mắt để dẫn lối cho cuộc đời nó, và không ai khác, đó chính là Lê Bống. Nhầm, đó chính là cá bống. Tôm làm việc chăm chỉ để giữ cái hang sạch sẽ và ngăn nắp. Nó liên tục sắp xếp các tảng đá ở lối vào, đồng thời xúc cát cho vào bên trong. Lúc đó, cá bống sẽ đứng canh gác. Trong quá trình giao lưu kết hợp với nhau, con tôm sẽ giữ một anten, hay chính xác hơn là cái râu của nó, tiếp xúc với cá bống để giữ liên lạc. Hai đứa nó nhanh chóng rút lui vào trong hang trú ẩn ngay. Trong trường hợp không có mối quan hệ cộng sinh này thì tỷ lệ tôm lên bảng đếm số là rất cao, còn cá bống thì rất dễ trở thành kẻ vô gia cư.